Kính thưa quý vị các bạn thân mến, sau đây gần chuẩn bị gần ngày 30 tháng 4 là ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam, giải phóng đất nước hoàn toàn. Thì mình muốn ôn lại để cho quý vị hiểu rằng thì lịch sử không bao giờ xóa nhòa theo năm tháng, và cũng là những cái đàn hậu học sau này có biết được những cái nguồn gốc lịch sử tại sao có lá cờ ba sọc đỏ và nền vàng, cũng như tại sao có đạo Thiên Chúa Giáo nằm trong lòng Việt Nam mà mọi người cần phải lên án và diệt trừ, nó tàn ác như thế nào. Mời quý vị xem và nghe những lời của được trích trong bài báo Nhân Dân đăng ngày 9 tháng 4 năm 2017. Sáng đây mình xin đổi đến chính lại là ngày 12 tháng 4 năm 2021. Kính thưa quý vị các bạn thân mến, trong sự kiện tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự công cộng xảy ra ở tỉnh Hà Tĩnh, càng đề cập một hiện tượng rất bất thường là một số người tham gia đã sử dụng lá cờ nhiều năm nay vẫn gọi là cờ ba que. Hiện tượng này cần phải được cảnh báo xử lý nghiêm khắc, vì có kẻ đã lợi dụng sự kiện để thực hiện mưu đồ làm sống dậy cái thây ma đã biến mất trên bản đồ chính trị địa lý thế giới gần nửa thế kỷ. Ngày 12 tháng 4 năm 2021, dưới danh nghĩa phản đối chính quyền chưa định bù tiền cánh đồng muối, một số đông dân theo Thiên Chúa Giáo ở xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức tuần hành biểu tình trước nhà riêng của chủ tịch xã này. Đáng chú ý, khi tuần hành biểu tình đã có người mang theo và giơ lá cờ mà nhiều năm nay người Việt Nam vẫn gọi là cờ ba que hoặc cờ vàng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, chế độ Việt Nam Cộng Hòa được đóng ngoặc mở ngoặc. Trước đây, sau khi hình ảnh này được đưa lên một số trang mạng nhân danh Thiên Chúa Giáo, một số tổ chức và địa chỉ truyền thông chống cộng lập tức khai thác, quảng bá, tung hô như một sự kiện quan trọng. Qua đó vừa vu cáo nhà nước Việt Nam và chính quyền địa phương, vừa biến thành cơ hội tô vẽ cho cái chính thể bán nước hại dân vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Dương Văn Minh, tổng thống cuối cùng của nó, phải tuyên bố hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện. Chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn. Từ ngày phải tháo chạy khỏi quê cha đất tổ, phải sống kiếp tầm gửi nơi xứ người, bộ phận người gốc Việt cực đoan tụ tập trong mấy hội nhóm chống cộng ở hải ngoại vẫn chưa chịu thừa nhận thất bại nhục nhã. Họ vẫn nối tiếc về thời sống bám vào ngoại bang làm hại đồng bào, không xấu hổ khi tự huyễn hoặc để lừa dối mình, lừa dối người khác về chế độ Việt Nam Cộng Hòa có quân lực hùng mạnh, tự do, dân chủ, kinh tế phát triển, ăn sung, mặc sướng, rồi hoang tưởng mơ về ngày phục quốc. Để thỏa mãn tâm thế hoang tưởng, họ bày đủ thứ âm mưu xảo quyệt đê hèn để chống phá đất nước, dùng đủ mọi thủ đoạn bẩn thỉu, từng gây sức ép tới dặm dọa buộc người gốc Việt phải góp tiền bạc để họ giải phóng quê hương. Trong các việc làm vô vọng này, họ coi cờ vàng làm biểu tượng, là công cụ khuếch trương. Như ở Mỹ, thi thoảng họ phát cờ vàng đeo súng gỗ ra đường diễu hành, không được thừa nhận thì Di Nguyễn, nghị sĩ nghị viện bang California, lại chế cờ vàng thành khăn quàng để đeo vào phòng họp. Việc đầu tiên Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần phải làm khi đến Mỹ là bị dúi cờ vàng vào tay và ép phải cầm. Thậm chí cờ vàng là quân bài để mấy phe phái chống cộng người Mỹ gốc Việt đấu đá tranh giành ảnh hưởng. Thí dụ, nhân cơ hội đó có đoàn xe của quân đội Mỹ đi qua, họ đứng bên đường vẫy cờ vàng rồi đưa lên YouTube đoạn video có nhan đề Thủ tướng Đào Minh Quân và tướng lãnh các binh đoàn
tham gia diễu hành và thăm hỏi đồng bào với tâm địa hắc ám, băng đảng, cờ vàng, làm đủ trò vè dối trá để tô son trát phấn vào chế độ Việt Nam Cộng Hòa, kết hợp với cung cấp tiền bạc, họ mê hoặc một số người trong nước tin theo, dẫm dúi treo cờ vàng ở gốc cây, đầu nhà, xó vườn để chụp ảnh đưa lên Internet làm rùm beng. Cho nên vì có hành vi dán khẩu hiệu cờ vàng ba sọc đỏ ở nơi công cộng, bà Nguyễn Phương Uyên đã phải nhận bản án của Tòa án Nhân dân. Nguyễn Viết Dũng từng nhận án tù vì hành vi gây rối trật tự công cộng, cũng là người từng treo cờ vàng lên nóc nhà của gia đình mình. Nhiều nhà nghiên cứu chính khách nước ngoài đã chỉ đích danh bản chất tay sai bù nhìn của cái gọi là chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Xác đáng hơn là ý kiến của những người từng theo ngoại bang chống lại đồng bào như năm 2005. Trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, ông Nguyễn Cao Kỳ, từng làm thủ tướng, phó tổng thống chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nói: Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu làm kép nhất, vì vậy ai cũng cho rằng đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi chỉ là những kẻ đánh thuê. Những ai còn mê muội mơ tưởng đến chế độ Việt Nam Cộng Hòa và rình cơ hội để ve vẫy cờ vàng, chụp ảnh kiếm tiền, nên đọc cuốn Khi đồng minh tháo chạy, cơ sở Hứa Chấn Minh, xuất bản năm 2005 ở San Jose, Mỹ, sách đã dẫn của ông Nguyễn Tiến Hưng, từng là phụ tá tổng thống về tái thiết tổng trưởng kế hoạch điều phối kinh tế trong mấy năm cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, là người trong cuộc đã trải qua nhiều biến cố, lại nắm trong tay rất nhiều tài liệu cơ mật thời Nguyễn Văn Thiệu. Ông Nguyễn Tiến Hưng đã công bố nhiều tư liệu, số liệu và đánh giá rất cụ thể. Thí dụ, thứ nhất, với câu hỏi tại sao sụp đổ, ông Nguyễn Tiến Hưng đã phân tích bằng khá nhiều nguyên nhân. Ví như ông viết, đến thời Việt Nam Cộng Hòa, cũng trên 75% ngân sách quốc phòng trả lương cho quân đội là do viện trợ Mỹ, rồi toàn bộ quân trang, quân dụng từ khẩu súng, viên đạn, lít xăng tới xe tăng, đại bác, máy bay, cái gì cũng có nhãn hiệu MDAD. Chương trình viện trợ quân sự của Mỹ về mặt kinh tế, khi chiến tranh leo thang, sản xuất trong nước không phát triển, lại còn tụt hậu, cung ứng cho nhu cầu của nhân dân phải dựa vào đô la của Mỹ để nhập cảng. Những sản phẩm cho nhu cầu từ ăn, ở, mặc tới vận chuyển, một tỷ lệ rất quan trọng được đáp ứng từ viện trợ Mỹ. Đó là chưa nói tới các nhu cầu khác như y tế, giáo dục, giải trí. Như vậy, về vật chất, sự lệ thuộc hầu như là toàn diện. Tình trạng này lại còn dẫn tới sự lệ thuộc về tinh thần và tâm lý. Nếu Mỹ còn giúp thì các nhà lãnh đạo và dân quân miền Nam còn chịu đựng chiến đấu. Nếu có dấu hiệu họ bắt đầu bỏ thì tinh thần bắt đầu sa sút, tới lúc đó thật là sụp đổ. Sách đã dẫn trang 450 đến 451. 2. Để diễn tả số phận tôi đòi của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, ông Nguyễn Tiến Hưng tạo lập các tiêu đề khá thú vị như Chạy gạo sống qua ngày, trang 167, Hậu quả của lệ thuộc, trang 176, Cái nhục của kẻ đi cầu xin, trang 202, và Bản chất ký sinh sống bám vào viện trợ nước ngoài của chế độ này đã được tóm lược cụ thể qua một văn bản ông từng tiếp cận. Nếu mức độ quân viện là 1,4 tỷ đô la thì có thể giữ được tất cả những khu đông dân cư của cả 4 vùng chiến thuật. Nếu là 1,1 tỷ đô la thì quân khu 1 phải bỏ. Nếu là 900 triệu đô la thì khó lòng giữ được quân khu 1 và 2, hoặc khó đương đầu với cuộc tổng tấn công của Bắc Việt. Nếu là 750 triệu đô la thì chỉ có thể phòng thủ vài khu vực chọn lọc và khó điều định được với Bắc Việt. Nếu quân viện dưới 600 triệu đô la thì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chỉ còn giữ được Sài Gòn và vùng châu thổ sông Cửu Long. Sách đã dẫn trang 235. Trong cuốn sách, ông Nguyễn Tiến Hưng dẫn lại một sự kiện đặc biệt lột tả hết bản chất của chế độ Việt Nam Cộng Hòa
đó là sau khi gửi bức thư đề ngày 25 tháng 3 năm 1975 tới Tổng thống, khi đó là Rochefort, để van nài Rochefort thi hành hai biện pháp cần thiết ra lệnh cho phi cơ B-52 can thiệp trong một thời gian ngắn, song mãnh liệt xuống những nơi tập trung quân và căn cứ hậu cần của địch trong lãnh thổ miền Nam, cung ứng khẩn cấp cho chúng tôi những phương tiện cần thiết để ngăn chặn và đẩy lùi cuộc tấn công. Sách đã dẫn trang 261 mà không có kết quả. Ngày 14 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu đã làm một việc rất nhục nhã là tiếp tục gửi công điện tới Rochefort để cầu xin. Với công điện này, Nguyễn Văn Thiệu trực tiếp bộc lộ bản chất bán nước hại dân bằng việc đem tài sản đất nước ra thế chấp nhằm được vay tiền. Tôi trân trọng thỉnh cầu ngài kêu gọi Quốc hội cho Việt Nam Cộng Hòa vay dài hạn 3 tỷ đô la. Nên nhớ nha, 3 tỷ đô la là chính Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Chia làm 3 năm lãi suất cho Quốc hội ấn định và xin triển hạn 10 năm trước khi trả vốn và lời. Tài nguyên, dầu hỏa và canh nông của Việt Nam Cộng Hòa sẽ dùng tiền thế làm cho món nợ này. Sách đã dẫn trang 314-315. Với bản chất như vậy, sụp đổ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa là tất yếu, không thể tránh khỏi. Và hình ảnh ngày 29 tháng 3 năm 2008, một nữ sĩ quan cảnh sát Mỹ đã vứt cờ vàng vào thùng rác tại một nhà hát ở thành phố Grover, Mỹ, trong đoạn video trên YouTube đã nói lên tất cả. Đó cũng là điều trong loạt bài có nhan đề "Những thắc mắc cần giải đáp đề cập tới cờ vàng", giáo sư tiến sĩ Trần Trung Ngọc. Xin mời các bạn nếu có điều kiện tham khảo thì nên lên sách hiếm giáo sư tiến sĩ Trần Trung Ngọc, sẽ có nhiều bài nói rất là tuyệt vời. Người Mỹ gốc Việt từng là sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã viết: "Ngày nay bảo tôi cầm cờ đó đi chống cộng dưới bất kỳ hình thức nào, chống đối các chính khách từ Việt Nam qua, biểu tình chống việc quét ly hay người Việt thân cộng, tranh đấu để được công nhận là lá cờ chính thức của Việt Nam, tranh đấu để được treo ở vài nơi công cộng, vài trường học, hay cả bắt tôi phải chào nó coi như nó là quốc kỳ, thì đối với tôi là một sự sỉ nhục. Sỉ nhục vì đó là hành động của những kẻ không biết ngượng. Những nhóm người chống cộng cực đoan không hiểu được như vậy, cho nên đã lạm dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ trong những hành động vô lỗi, thiếu hiểu biết. Đọc dư luận về đám người không có đầu óc này trên báo Mỹ và trên Internet, tôi thật sự lấy làm xấu hổ. Lá cờ vàng ba sọc đỏ đã trở thành biểu tượng của những đám người chống cộng bất kể lý lẽ, những đám người giống như các băng đảng, không đại diện cho bất cứ ai. Khoan nói đến là đại diện cho hơn 2 triệu người Việt di cư." Có thể nói ý kiến rất xác đáng của ông Trần Trung Ngọc là điều cảnh tỉnh với những người con mê muội nghe theo kẻ xấu mà cổ vũ cho lá cờ đã bị vứt vào sọt rác của lịch sử. Họ nên tỉnh ngộ để không bị kẻ xấu lợi dụng, để không tiếp tay, không hề hùa với kẻ xấu phá hoại đất nước. Còn mấy kẻ sức tàn kiệt mà còn vẫn cố làm sống lại cái thây ma Việt Nam Cộng Hòa cũng cần phải xem lại mình để biết xấu hổ và biết dừng lại, không suối bẫy người khác làm điều xấu, bởi đó không phải là chuyện về lá cờ mà là mưu đồ chính trị đen tối, và nếu tiếp tục chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn clip sau.